Vâng, hello, xin chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay thì Công Tài Lộc sẽ giới thiệu cho bác một bộ sản phẩm mà rất nhiều đại gia kê vào chắc các cái căn nhà biệt thự hay các cái căn biệt phủ ở trong các cái tòa lâu đài rộng hàng nghìn mét vuông. Đây là một bộ rồng đỉnh các bác. Các bác nào mà chơi đồ gỗ nhiều hoặc là xem rất là nhiều các video nhà to hay là các cái tòa lâu đài rồi thì không lạ gì với các bộ rồng đỉnh như này. Thì ngày hôm nay thì em Công sẽ giới thiệu cho bác một bộ sản phẩm rồng đỉnh hàng 12 món, chân 20 và hàng cực kỳ to, để các bác nào mà sử dụng các cái căn nhà biệt thự hay các cái tòa lâu đài thì ngắm qua sản phẩm như này các bác nhé. Bộ này thì hiện tại thì em Công đang làm bao gồm 12 món và toàn bộ thì làm trên nền chất liệu là hương đá. Bộ này thì em Công đang làm kích thước ghế băng dài lên tới là 2m93 phân ạ, rất là dài như này, và chiều cao từ chân lên đỉnh trương em Công đang làm là 2m1 và sâu phủ bì là 93 phân các bác nhé. Đấy, bộ sản phẩm rồng đỉnh này nó đẳng cấp ở cái thứ nhất là về cái khối lượng gỗ làm rất là nhiều, và thứ hai là cái dòng nghệ nhân đục, toàn bộ 100% đều là hàng đục tay thủ công mỹ nghệ 100% các bác nhá. Các bác nhìn cái đường nét đục này này. Đấy, khi mà ngắm các con hàng như này hoặc ngồi lên hoặc là sự bộ như này thì thể hiện được cái sự đẳng cấp, và thứ hai là thể hiện được cái sự có cái địa vị trong xã hội rất là cao các bác, một bộ sản phẩm rồng đỉnh như này. Đấy, bộ này thì hiện tại thì em Công đang làm là toàn bộ là vách đặc các bác nhé. Tất cả vách này thì bên cơ sở em Công đang làm là dày là 14 phân ạ. Vách dày 14 phân và tất cả thì đều đục bằng tay các bác nhé. Đấy, đục rồng đỉnh các bác này. Đấy, đục tất cả là các đường nét đều là theo lối về đục rồng. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp như này. Tất cả đều là hàng liền một khối các bác nhé. Đây, nguyên cái vách này. Liền nguyên một khối như này. Đục thì bên cơ sở em Công đây, quay bác xem này. Đây, đục sâu vào là 7 phân các bác, đục sâu vào là 7 phân như này và tất cả đục bằng tay. Thì hiện tại đây thì bên cơ sở em Công đang làm là hàng nguyên thô các bác nhé. Đấy, thợ đục xong như nào thì để nguyên như vậy luôn, để các bác có thể là xem được từng cái góc cạnh, từng cái chi tiết một lại các bác nhìn này. Dáng dấp rất to như này, các bác kê vào các cái không gian phòng khách rộng từ 80 đến 100 mét vuông thì cực kỳ hợp cho cái bộ sản phẩm như này. Đấy, các bác có thể lựa chọn rất nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như hương đá này, gõ này hoặc là hương lào. Đấy, rất là nhiều các sản phẩm như này các bác nhá. Đấy, rất đẹp như này. Bộ này thì bên cơ sở em Công đang làm lên tới là chân, là chân 20 phân các bác nhá. Chân rất là to các bác, chân 20 phân này. Đấy, riêng cái bản chân như này thôi thì các bác nhìn cái chân này, 20 phân như này, thì thực sự với các bác để mà làm cái bản chân to như này thì yêu cầu là cái phần vách, cái phần dáng ghế nó phải to cao, nó phải hầm hố các bác, rất là rộng như này. Riêng bộ sản phẩm này các bác mà kê thì nó đã chiếm mất tầm khoảng 25m2 cái diện tích nhà mình rồi. Thế nên các bác phải cần cái phòng khách tầm khoảng 50 hoặc là 70m2 thì kê bộ này vào thì nó mới đẹp, nó mới hoành tráng được các bác. Đấy, hai cái điểm đặc biệt mà em Công thích ở cái bộ rồng đỉnh như này là hai cái bên tay này, hai cái tay đều là hai cái phần cột đấy ạ, gọi là hai cột rồng các bác nhìn này. Hai cột rồng nó uốn lượn ra và nó móc vào như này, và toàn bộ đục bằng tay hết các bác nhìn nhá. Toàn bộ từng cái vảy rồng các bác nhìn này. Các cái sản phẩm mà đắt tiền như này thì toàn bộ phải bắt buộc là những người thợ phó cả, những người thợ mà có tay nghề cao họ đục. Các bác nhìn cái nét đục nhé, nó không có một chút chỉ thừa nào, nó không có một chút lẹm nào, và cái đường vẩy rồng nó đều tăm tắp nhau. Các bác nhìn nó đều này, đều thôi dầu luôn các bác, và nó cạo nạo thì sạch bóng như này luôn. Đây các bác nhé, không có một nét đục thừa nào luôn ạ. Đây các bác nhìn cái đường nét, các bác nhìn thấy này. Đây quay sát vào xem cái đường nét này, nó không có một chút cái nhát thừa nào luôn. Đấy, chỉ cần nhìn vào thôi là biết ngay người thợ họ rất là lành nghề rồi. Cột này thì bên cơ sở em Công đang làm là cột bản rộng là 17 phân các bác nhé. Cột đây này, cột này là rộng 17 phân ạ. Toàn bộ thì đều đục hai mặt hết các bác nhé. Mặt trước đục như mặt sau luôn. Mặt trước đục đẹp như mặt sau. Rất đẹp như này. Bộ này thì bên cơ sở em Công đang làm cho một bác khách. Em Công xin phép được giấu tên vì nghề nghiệp, và em cũng không ngờ, và bác khách không muốn là chia sẻ tên đây. Đấy, gần như là một đại gia ở trong đất Trà Vinh. Đấy, rất là giàu. Đặt một bộ như này, và em đang có làm thêm một căn biệt thự, một căn biệt phủ cho một bác khách này, rộng đến vài nghìn mét vuông, rất là rộng. Đấy, bộ này thì bên cơ sở em Công đang làm là hàng khuôn tranh này, dày là 5 phân các bác, khuôn tranh dày là 5 phân. Đấy, khuôn tranh dày 5 phân và ván mặt các bác nhìn này, toàn bộ là ván mặt liền một tấm và dày là 2 phân rưỡi các bác. Ván mặt thì chọn vân các bác nhé.
đỏ âu luôn các bác cái ván mặt này. Đây hiện tại thì bên cơ sở thủ công đang để nguyên mộc thô như này, chưa hoàn thiện và chưa cạo nạo bất kỳ một cái gì hết các bác nhá, để nguyên mộc luôn ạ. Các bác mua hàng bên cơ sở thủ công thì đều được kiểm tra từ mộc, sắc nét và chi tiết hết các bác nhá. Đấy, tiếp đến là bản tay này. Tay này thì bên cơ sở thủ công đang làm là tay lân các bác nhá, tay lân này. Đấy, nó tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho trí khôn và thu hút tài lộc các bác nhá. Luôn luôn thì con lân thì đứng trước thì nó luôn luôn là có một cái quả cầu, một viên ngọc may mắn các bác nhá. Đấy, viên ngọc là luôn luôn là trông giữ cái viên ngọc như này. Đấy, rất đẹp như này các bác. Và toàn bộ tay là liền một khối các bác nhá. Với bản cao lên tới là 32 phân ạ. Và chiều ngang thì bên cơ sở thủ công đang làm là tay là tay ha, tay 18 phân. Và toàn bộ đều là hàng liền như một khối các bác nhá. Đẹp long lanh và đẹp thôi rồi các bác. Đấy, siêu đẹp các bác ạ. Đấy, và bộ này thì bên cơ sở thủ công đang làm là cổ chỉ là 3 tầng. Đây, cổ chỉ 3 tầng này. 1, 2 và 3 tầng thì nó làm giúp cho cái mặt ngồi nó cao hơn, nhìn cái dáng ghế nó bệ vệ hơn các bác nhá. Và yếm thì bên cơ sở thủ công đang làm là yếm này. Các bác nhìn cái yếm này. Em sẽ đo trực thực tế cho bác nhé. Yếm này. Yếm dày 6 phân rưỡi các bác, rất dày như này. Yếm các bác nhìn này. Đây, siêu dày các bác đây. Đây, 6 phân rưỡi như này, rất dày các bác cái phần yếm này. Và toàn bộ yếm thì bên cơ sở thủ công đang làm là yếm liền một tấm như này các bác nhé. Yếm liền luôn ạ. Tại vì các cái con hàng này nó rất là nặng, thế nên bắt buộc là phải làm cái yếm thực sự rất là dày này. Và toàn bộ đục theo lối cổ hết các bác nhé. Và các phần yếm thì bên cơ sở thủ công làm vén cong hết ạ. Chân thì em có giới thiệu với bác rồi, là chân là chân 20. Và đục là đầu lân và chân là chân móng các bác nhé. Đầu lân và chân móng ạ. Hàng đẹp long lanh luôn các bác. Tiếp đến là phần ghế đơn. Đây, phần ghế đơn thì các bác, cái phần rất là quan trọng như này. Ghế đơn này thì bên cơ sở thủ công đang làm với kích thước là bề ngang em công đang làm là 1m30 phân. Chiều cao từ trên đỉnh trương này em đang làm là 1m81 phân. Và sâu phủ bì đấy, bên cơ sở thủ công đang làm là 93 phân các bác nhé. Và toàn bộ đều là hương đá, không có một chút rác nào. Hàng thì không một chút mắt chết nào các bác nhé. Đây, em công sẽ ngồi thử cho bác xem này. Đây, ui rồi các bác, đúng là cảm giác người có tiền ngồi nó sướng thật. Đây các bác nhìn cái dáng ghế này, nó cảm giác nó rất là sang trọng, nó cảm giác nó rất là nó toát lên cái địa vị trong xã hội của mình các bác. Thực sự bác ngồi lên các cái sản phẩm nó cao cấp như này ngồi rất là sướng, nó chắc chắn các bác. Cảm giác ngồi lên cái con hàng chắc chắn mà nó khỏe khoắn vô cùng các bác ạ. Rất đẹp như này, một bộ rồng đỉnh các bác nhá, rất đẹp. Đấy, bộ này thì em công đang làm là cao 1m81 phân cơ, rất là cao như này, rất là cao. Và toàn bộ đều là hàng liền các bác nhá. Và cái hình ảnh có chú nghê này. Đấy, chú nghê này. Chú nghê bờm lân các bác nhìn này, đục rất đẹp như này. Toàn bộ đều là hàng đục tay tinh xảo hết các bác nhá. Đây, đục tay toàn bộ và đục tứ diện ạ. Đây các bác nhìn, đục từng cái múi cơ một này. Nó nổi cuồn cuộn lên và từng cái phần lông nước này đục sắc nét hết các bác nhá. Đục rất sắc nét hết và sau còn hoàn thiện rất là nhiều để cho nó đẹp nhất có thể các bác. Đấy, siêu đẹp như này. Đấy, tiếp đến là phần bàn. Bàn thì bên cơ sở thủ công đang làm là bàn với kích thước bề ngang lên tới là 1m20 phân. 1m20 phân bề ngang. Và chiều dài này là 2m2. Chiều dài là 2m2 và toàn bộ ván mặt bàn là ván mặt bàn liền nguyên một tấm các bác nhé. Ván mặt bàn thì cơ sở thủ công đang đục là ván mặt bàn là tứ linh, long ly quy phụng, tượng trưng cho trời đất, trí khôn và tài lộc. Đấy. Mặt bàn này thì có bao gồm cả kính luôn các bác nhé. Các bác sử dụng thì không khác gì một bức tranh. Và điều đặc biệt ở cái mặt bàn này là lại đục bằng tay hết các bác này. Tất cả mặt bàn các bác nhìn cái vết chặt tay này. Đấy, chặt tay rồi vuông vắn, nhìn cái đường vẩy rồng nó vuông vắn này. Đấy, đục bằng tay thì nó đẹp hơn rất là nhiều so với đục CNC các bác nhé. Tại vì đục tay ấy thì nó có cái sự 3D trong đấy, nó có cái hồn và đặc biệt là nó có nét thanh nét đậm vào bên trong rất là đẹp. Còn hàng đục CNC thì nó đục thì nó chỉ có nét đậm thôi, chứ nó không có nét thanh nét đậm mà nó không được cái dáng đục, không được bay các bác nhé. Đây cái dáng đục này, từng các con phượng bên cơ sở thủ công đục rất là chi tiết và sắc nét này. Đấy, đẹp long lanh các bác nhé. Đấy, bộ này thì em công đang làm là khuôn tranh là 5 phân và ván mặt bàn này thì cơ sở thủ công đang làm là 2 phân rưỡi các bác nhé. Đục sâu vào là 1 phân 5, rất là dày như này. Và các bác mua thì đều có mặt kính hết các bác nhé. Và kính là kính xanh mài mỏ vịt và tất cả đều là kính cường lực và chuyên dụng bên cơ sở thủ công đang làm. Đấy, và hai bên thì bên cơ sở thủ công đang có làm hai đôn kẹp ghế. Đây, hai đôn kẹp ghế như này, đục rồng phượng và hai đôn kẹp đoạn. Thì đôn kẹp đoạn này thì các bác có thể để các cái bình hoa cao hoặc là các cái pho tượng mà quan công hoặc quan vũ hoặc các cái pho tượng đứng các bác nhá. Đây, đôn này rất là cao như này với kích thước là 50x50. Đấy, rất là đẹp như này và toàn bộ đều là khuôn tranh dày 5, ván mặt dày 2 phân rưỡi hết các bác nhá.
và thêm hai cái đôn thấp như này. Đấy, hai cái đôn này là đôn kẹp ghế các bác nhé, có ngăn kéo luôn ạ. Đây, quay ngăn kéo bác xem này, ngăn kéo này. Làm thì các bác nhé, để tất cả có mộng hết này. Các bác nhìn mộng này, đây, các ngăn kéo các bác nhìn mộng này, ngăn kéo hàng cao cấp các bác nhìn mộng này. Đấy, đây là mộng các bác nhìn này. Đấy, tất cả đều có mộng hết các bác nhé. Đây, mộng này và không một chút rác nào các bác nhé. Tất cả đều là chọn gỗ chọn vân hết. Đây, kể cả vân ván hậu này luôn. Đây, mộng mà các bác nhìn mộng này. Đấy, bén gen các bác nhá. Mộng bén gen, mộng này thì không một chút keo nào này. Mộng này thì không hề có một chút keo nào. Đấy, bén gen hết các bác nhá. Đấy, hàng này rất là cao cấp rồi. Đấy. Tiếp đấy là hai chiếc ghế đơn như này, à, hai cái đôn thấp như này thì bên cơ sở công đang làm kích thước là ngang là 43 x 43 cm các bác nhá. Và toàn bộ thì đều làm là dòng dáng chân bè ra ngoài. Yếm thì toàn bộ yếm 6 phân hết các bác nhá. Yếm này dày 6 phân hết này. Hàng siêu cao cấp luôn các bác. Đấy. Bộ sản phẩm này thì hiện tại thì bên cơ sở Hẻm Công đang bán với giá là 438 triệu một bộ sản phẩm như này. Đấy, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay trực tiếp cho em Công Tài Lộc qua số điện thoại Hẻm Công ghi ngay bên phải màn hình. Đấy, các bác nào quan tâm hoặc là cần Hẻm Công tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hẻm Công. Và tất cả sản phẩm Hẻm Công thì bảo hành cho bác trong vòng 5 năm và bảo trì trọn đời cho bác các bác nhá. Các bác mua hàng thì có thể đến tận nơi hoặc là Hẻm Công sẽ lên các cái video hàng mộc như này để các bác có thể là xem và kiểm tra các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác một ngày mới mạnh khỏe, thành công. Xin chào các bác.